chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Người Gieo Hạt Sức Khỏe Tài Chính. Mình là Duyên và bạn đồng hành với mình là anh Quang, cùng đến từ Khối Quản lý Tài sản. Hôm nay thì mình và anh Quang sẽ cùng bàn luận về câu chuyện của bạn Trần Thu Hoài ở Hoàng Mai, Hà Nội về tình hình thu chi của gia đình bạn. Bạn có chia sẻ đó là mỗi tháng thì gia đình bạn tiết kiệm được 15 triệu trên một tháng và mỗi năm thì khoảng 200 triệu phải dùng để mua vàng. Bạn có chia sẻ chi tiết đó là tôi năm nay là 32 tuổi, chồng tôi là 33 tuổi. So với nhiều gia đình thì thu nhập của vợ chồng tôi không cao, chỉ ở mức trung bình. Nhưng vì đều có công việc ổn định nên tổng thu nhập của chúng tôi được khoảng 35 triệu đồng trên một tháng. Sau 7 năm kết hôn thì hai vợ chồng tôi đã mua được một căn hộ chung cư rộng khoảng 70m² với giá là 1,9 tỷ đồng. Tháng 10 năm 2019 vừa rồi thì chúng tôi chính thức trả hết nợ cuối cùng mà chúng tôi đã vay lúc mua nhà. Thực ra thì mục tiêu mua được căn hộ để ổn định cuộc sống, thoát khỏi cảnh đi ở trọ, vợ chồng tôi cũng phải chi tiêu khá là tằn tiện, chất góp từng đồng sao cho tiết kiệm được càng nhiều thì càng tốt. Xong từ cuối năm đến giờ thì việc chi tiêu sinh hoạt đã thoải mái hơn do không còn nợ nần nữa. Vợ chồng tôi bắt đầu tính đến chuyện cân bằng chi tiêu để mỗi tháng dư ra một khoản nhất định và coi như là tiết kiệm sau này dùng để dưỡng già. Nhiều người thì đang đắn đo với khoản tiền dư hơn chục triệu mỗi tháng thì nên mua vàng hay là gửi tiết kiệm. Thế nên là sau khi trả hết nợ mua nhà, tôi có ghi ra nhật ký chi tiêu sinh hoạt 2 tháng liền thì thấy mỗi tháng gia đình tôi tiêu hết khoảng 20 triệu đồng. Cụ thể đó là tiền học cho cô con gái 4 tuổi hết khoảng 3 triệu trên một tháng, tiền ăn của gia đình khoảng 6 triệu, nấu bữa tối ở nhà, bữa trưa và ăn sáng ở ngoài, tiền dịch vụ ở nhà, phí gửi xe, tiền điện, tiền nước, internet, truyền hình, điện thoại hết 2 triệu đồng, tiền hiếu hỉ và tiền thuốc thang, ốm đau hết 2 triệu đồng trên một tháng, tiền về quê chơi, biếu ông bà nội, ngoại hết khoảng 4 triệu trên một tháng, tiền ăn hàng, sữa cho con gái mỗi tháng một thùng sữa tươi, giải trí, mua sắm hết khoảng 3 triệu đồng trên một tháng. Có những khoản cố định không tăng cũng không giảm, song cũng có nhiều khoản mình cũng linh động được nên thường thì gia đình chỉ chi tiêu không vượt quá con số là 20 triệu bao giờ. Với số tiền này thì chuyện chi tiêu cũng thoải mái, không đến mức là phải thắt lưng buộc bụng như trước. Như vậy thì sau khi trừ đi các khoản chi tiêu, vợ chồng tôi dư ra khoảng 15 triệu đồng trên một tháng. Với số tiền này thì vợ chồng tôi để tiết kiệm. Tôi đang tính là mỗi tháng dư được khoảng 15 triệu, cứ đem mua vàng và cất két. Bởi vàng có tính ổn định cao, thường có xu hướng tăng. Như đầu năm nay thì tôi đem số tiền tiết kiệm từ cuối năm ngoái và tiền thưởng Tết, tiền mừng tuổi của con ra mua được 2 lượng vàng miếng SJC. Tính đến hôm nay thì nếu đem bán thì đã lãi được khoảng 6 triệu đồng trên một lượng. Tôi nghĩ là giữ vàng ít ra không lo trượt giá như gửi tiền tiết kiệm lấy lãi. Khi cần chi tiêu khoản gì lớn thì có thể đem ra đi bán rất là tiện. Trong khi thì gửi tiết kiệm thì lãi suất khá là thấp. Nhưng mà chồng tôi thì lại thích làm sổ tiết kiệm lấy lãi hàng tháng. Bởi giờ gửi tiết kiệm online khá là tiện lợi, không phải ra ngân hàng chờ đợi. Mỗi tháng gửi thêm 15 triệu, lại cộng dồn 1 năm cũng được vài triệu. Chồng tôi tính là mỗi năm tiết kiệm được khoảng 180 triệu, nhưng năm đầu có thể lãi không đáng là bao nhiêu, nhưng nếu có khoảng 0,5 tỷ, tức là 500 triệu, 3 năm tiết kiệm, mà gửi ngân hàng thì cũng được lãi khoảng 30 triệu tiền lãi. Một con số không hề nhỏ, với số tiền lãi như vậy thì gia đình tôi có thể dùng dình tiền đi du lịch trong nước, còn nếu mua vàng để cất két thì không dư ra được khoản tiền như vậy. Hai vợ chồng tôi mỗi người một ý, vậy thì theo các anh chị thì có thể cho chúng tôi một lời khuyên nên mua vàng hay là gửi tiền tiết kiệm, làm cách nào để có thể có lợi và an toàn hơn. Vợ chồng tôi không thích mua bảo hiểm, cũng không có ý định đầu tư để mua đất đai hay kinh doanh gì, thì các anh chị có thể góp ý cho chúng tôi. Vậy thì anh Quang có ý kiến như nào về trường hợp của gia đình bạn Thu Hoài ạ? Với cái thông tin mà bạn Thu Hoài chia sẻ về tình huống tài chính của gia đình mình ấy, thì hiện tại với cái khoản tiết kiệm 15 triệu trên tổng thu nhập của hai vợ chồng thì tính ra gia đình này đang có cái tỷ lệ tiết kiệm saving rate khoảng tầm 40%. Thì đây là một con số khá là tích cực nếu mà xét trong cái mặt bằng chung ở tại Việt Nam. Thì nếu mà vẫn tiếp tục giữ được cái cách chi tiêu như này và tỷ lệ tiết kiệm như này thì gia đình của bạn Thu Hoài hoàn toàn có cơ sở để mà có thể xây dựng được tình hình tài chính của mình để hướng tới sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư.
cụ thể là Thu Hoài cần phải có một cái kế hoạch tài chính tổng thể để mà mình hướng tới, trước hết là cả sức khỏe tài chính, an toàn đầu tư, và sau đó là hướng đến tự do tài chính trong tương lai. Cụ thể là gia đình Thu Hoài cần phải xác định từ một số cái mục tiêu tài chính của mình trong ngắn hạn, trung và dài hạn như thế nào, sau đó rà soát các cái bảng cân đối thu chi để ra xem thử là nó hợp lý chưa, có thể tăng được nguồn thu thêm hay không để mà có cái khoản tiết kiệm để mà có thể đầu tư đều đặn thường xuyên được. Và để mà có an tâm đầu tư thì nhà Thu Hoài cần phải xây dựng ba cái loại tài sản. Đầu tiên là tài sản phòng vệ, đúng không? Có thể từ 6 tháng đến 12 tháng chi tiêu, và mua bảo hiểm gồm cả bảo hiểm y tế này, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo này, và bảo hiểm nhân thọ. Ngoài ra thì nhà Thu Hoài cần phải xây dựng tiếp một cái loại tích sản hưu trí để an tâm khi về già. Cái phần còn lại thì sẽ tính đến các cái để mà đầu tư về mục tiêu khác, hay là kinh doanh chứng khoán chẳng hạn. Thì trong cái cây này thì nhà Thu Hoài có nói là gia đình bạn không thích bảo hiểm, nhưng mà có lẽ là Thu Hoài cần phải gặp các cái chuyên gia, có thể làm những cái financial coach sẽ giúp cho bạn hiểu thêm là bảo hiểm là một cái loại tài sản rất là cần thiết để mà bảo vệ cái sức khỏe cũng như là cái human capital của gia đình Thu Hoài trong trường hợp phải xảy ra tình hình ốm đau hoặc là tai nạn gì đó, thì đây sẽ là một cái khoản hệ chuyên rất là quan trọng. Sau khi xây dựng được các loại tài sản cơ bản đó rồi thì trong cái cây cụ thể này thì nhà Thu Hoài nói là đang có một cái khoản tiền thừa và có thêm thu nhập đều đặn nữa, thì bây giờ đầu tư như nào? Thì theo mình là Hoài cần phải lên một cái kế hoạch đầu tư, investment planning, tức là phải nói rất rõ là đầu tư vì mục tiêu gì, đúng không ạ? Ví dụ có thể là để tự do tài chính trong bao nhiêu năm, hay là mua nhà hay như nào đó, thì từ cái mục tiêu cụ thể như vậy sẽ biết là mình đầu tư trong thời gian bao lâu. Và đồng thời Thu Hoài cũng phải đánh giá để hiểu bản thân mình là khẩu vị rủi ro như thế nào, thì trên cơ sở những cái biến số như vậy thì mới biết được là phân bổ tài sản như nào là hợp lý. Ví dụ như bao nhiêu vào nên vào tài sản là cổ phiếu này, hay là chứng chỉ quỹ cổ phiếu này, hay là bao nhiêu vào trái phiếu và các loại tài sản khác, thì trên cơ sở như vậy mới đưa ra được cái quyết định là đầu tư như nào thì hợp lý. Còn trong trường hợp như này thì bạn ấy đang chọn cái kênh là vàng và tiết kiệm, thì thật ra là nếu mà tìm hiểu kỹ về các cái kênh tài sản đầu tư thì vàng với lại tiết kiệm nó không phải là cái lựa chọn tối ưu nhất, đúng không? Thứ nhất là vàng thì nó chỉ là cái loại tài sản mà nó hedging, tức là nó phòng vệ trong cái điều kiện mà có thể nền kinh tế có thể sắp xảy ra suy thoái cái này kia thôi, chứ nó về lâu về dài nó không phải là cái kênh mà để có thể sinh lời một cách bền vững được. Còn tiết kiệm thì hiện tại có thể là cái mặt bằng tiết kiệm, lãi suất tiết kiệm ở Việt Nam nó vẫn còn cao, nhưng mà về lâu dài khi mà nền kinh tế nó phát triển hơn, có nhiều vốn tồn dư hơn, cái thị trường tài chính ổn định hơn, nền kinh tế nó đi vào cái giai đoạn mature, tức là bão hòa hơn, thì cái xu hướng cái lãi suất tiết kiệm mặt bằng về dài nó sẽ giảm dần, đúng không? Thì nó không thể nào là một cái mà để mà chúng ta định hướng xây dựng tăng trưởng tài sản dài hạn được. Chính vì thế mà Hoài cần phải cân nhắc đến các cái loại tài sản như là cổ phiếu hay trái phiếu hay là chứng chỉ quỹ, thì đó là những cái kênh mà có thể nó sẽ giúp cho chúng ta phân bổ tài sản tối ưu hơn. Như vậy thì sau những chia sẻ của anh Quang về trường hợp của gia đình bạn, thì gia đình bạn có khoản chi tiêu khá là tiết kiệm, có tỷ lệ tiết kiệm khá là cao. Ngoài ra thì nếu như mà gia đình bạn đang muốn cân nhắc để tìm những cái khoản đầu tư để tăng được cái lợi nhuận ngoài cân nhắc giữa kênh vàng và kênh tiết kiệm, thì bạn có thể xem xét thêm những kênh mà anh Quang có nói, đó là chứng chỉ quỹ, trái phiếu và cổ phiếu. Ngoài ra thì gia đình bạn cũng có thể xem xét thêm cách đó là tăng thu nhập, ngoài cái mà anh Quang có chia sẻ là đem tiền đi đầu tư, và cái thu nhập của hai vợ chồng bạn hiện tại thì bạn cũng có thể là tăng cái human capital của mình lên để tìm thêm một công việc khác, tức là tăng lên 3 thu nhập để có cái mức ổn định tốt hơn. Bên cạnh đấy thì khi mà ra quyết định thì bạn nên xem xét là cái về cái thời gian mình đầu tư, là mức độ chịu đựng rủi ro của gia đình bạn là như thế nào, và kèm theo là gia đình bạn vẫn phải nên lập cho mình một cái kế hoạch tài chính cụ thể, bao gồm các loại tài sản như là tài sản phòng vệ, tài sản tích sản, hưu trí, xây dựng cho mình cái bảo hiểm, và cũng có thể tham khảo những cái dịch vụ của VN Direct có sản phẩm tích sản hưu trí để các bạn có thể tiết kiệm cái khoản tiền hàng tháng để xây dựng cho quỹ sau khi về hưu về già, và xây dựng có kế hoạch tài chính cụ thể để hướng tới con đường sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyên mục của chúng tôi. Chúc các bạn có một buổi tối hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.